Trong khi đó, thì Thượng nghị sĩ Tom Ombuds cùng các dân cử gửi thư yêu cầu Thống đốc Newsom cho mở cửa trở lại các tiệm làm móng tay. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Thượng nghị sĩ Tom Ombuds cùng với dân biểu tiểu bang Tyler Diệp, dân biểu Philip Chen, dân biểu Sharon Quicksilva, dân biểu Stephen Choi, dân biểu William P. Brooks, Thượng nghị sĩ Linh Linh Chang và Thượng nghị sĩ Berkshire Seabass vừa đồng ý ký tên trong một bức thư gửi đến Thống đốc Gavin Newsom mang nội dung yêu cầu không trì hoãn việc mở cửa lại các tiệm làm móng tay. Mở đầu bức thư, quý vị dân cử nhắc lại lời cam kết của Thống đốc Newsom là bảo đảm tính khoa học, không chính trị khi đưa ra các quyết định trong việc mở lại nền kinh tế. Và trong bước chuyển thứ hai là giai đoạn 2 qua giai đoạn 3, Văn phòng tiểu bang đã công bố những quy định hướng dẫn cho mở cửa trở lại các sòng bài, trung tâm thể thao chuyên nghiệp, phòng tập thể dục, tiệm làm tóc, hớt tóc và nhiều công ty khác. Tuy nhiên, Thống đốc tiếp tục loại trừ tiệm làm móng tay trong giai đoạn 2 này. Với vai trò là đại diện cư dân, là tiếng nói mạnh mẽ của các cộng đồng, quý vị dân cử kêu gọi Thống đốc xem xét lại chính sách và quyết định của ông đối với ngành nails. Nếu có yếu tố khoa học chính đáng cho việc trì hoãn mở cửa trở lại ngành móng tay, Thống đốc cần có lời giải thích minh bạch và hợp lý. Được biết, người Mỹ gốc Việt chiếm 80% trong số các chủ tiệm làm móng tay trên toàn tiểu bang California.